Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Dù trong suốt thai kỳ tăng đến 20kg, nhưng bà mẹ bỉm sữa xinh đẹp Nhật Linh đã nhanh chóng lấy lại dáng nuột nà như thời con gái chỉ sau 2 tháng để kịp đi thi Hoa hậu. Sinh mổ xong 2 tháng đã kịp lấy lại dáng để đi thi Hoa hậu. Là một người mẫu ảnh, quảng cáo đang có triển vọng tại Sài Gòn nhưng Lê Nhật Linh, sinh năm 1995, vẫn quyết định kết hôn và chuyển ra ngoài Ninh Bình sinh sống. Đây quả là sự hy sinh không hề nhỏ, nhất là khi Nhật Linh đang ở độ tuổi ngoài 20 và có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Giữa năm 2019, Á hậu Nhật Linh đã hạ sinh con gái đầu lòng là bé Su, tên thật Trần Quỳnh Anh. Sau khi sinh con không lâu, bà mẹ trẻ này đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng để tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp thế giới 2019 tổ chức tại Hàn Quốc. Giây phút Nhật Linh đăng quang Á hậu 3. Vóc dáng mảnh mai của Á hậu Nhật Linh sau 2 tháng sinh con. Khi mang thai, Nhật Linh tăng 20kg và nặng đến 70kg. Số đo 3 vòng là 90-90-89. Vừa sinh con xong thì cô giảm còn 67kg, sau 2 tháng giảm xuống 55kg và từ tháng thứ 3 cho đến hiện tại thì duy trì ở mức 51kg. Theo nàng Á hậu này chia sẻ, cho con bú và vắt sữa là một bí quyết để giảm cân, nhưng phải tùy theo cơ địa mỗi người, đối với cô thì cách này cũng có một chút hiệu quả. Trong thời gian thi Hoa hậu tại Hàn Quốc, vì nhiều sữa nên ngày nào Nhật Linh cũng tích cực hút sữa. Từ lúc đi ăn, đi thử đồ, cho đến khi ở sân bay. Cứ 3-4 tiếng cô lại hút sữa một lần để ngực không bị căng cứng và giữ sữa mẹ sau này cho con. Có những ngày bà mẹ trẻ hút được tới 2 lít sữa nhưng vì điều kiện ở Hàn không thể lưu trữ mang về cho con nên cô phải vứt bỏ. Chỉ trong thời gian ngắn mà bà mẹ này đã nhanh chóng lấy lại dáng thon thả khiến ai cũng ngỡ ngàng. Á hậu Nhật Linh cũng kể lại một kỷ niệm khó quên liên quan đến việc vắt sữa, đó là trong một lần di chuyển đến địa điểm diễn tập. Khi kiểm tra lại hành lý cô mới giật mình phát hiện ra quên mang theo máy hút sữa nên quyết định tự vắt bằng tay luôn. Cảm giác vắt sữa bằng tay rất đau đớn, nếu bị căng sữa quá thì mình có thể bị sốt nên cứ một tiếng là mình lại phải vắt sữa một lần. Mỗi khi tập xong, mình lại chạy ra ngoài cánh gà vắt sữa tiếp. Mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm, ủ nóng và đeo ghen bụng thường xuyên. Bên cạnh việc vắt sữa và cho con bú thì Á hậu Nhật Linh cũng rất chú trọng vào chế độ ăn hàng ngày. Tuy vậy cô không ăn kiêng quá khắc nghiệt, chỉ ăn nhiều thức ăn và hạn chế tinh bột, mình không kiêng khem nhiều, hàng ngày vẫn uống sữa và ngũ cốc. Mỗi bữa ăn mình chỉ ăn một bát cơm trắng, đồng thời ăn nhiều thịt và thức ăn. Mình cũng không tập luyện gì cả vì chăm em bé mất cả ngày nên không có thời gian làm việc khác. Thân hình gợi cảm của bà mẹ một con. Ngoài ra, bà mẹ trẻ này cũng sử dụng ghen định hình xích eo, ủ nóng, thoa collagen tan mỡ và uống thảo mộc giúp hỗ trợ giữ dáng sau sinh mà vẫn an toàn cho sức khỏe. Cho đến hiện tại số đo 3 vòng của cô là 90-61-89, dáng người vô cùng gọn gàng, thanh thoát, do không có thời gian để ra ngoài, nên mình chủ yếu tự chăm sóc từ da đến dáng tại nhà. Mình thường ủ nóng, thoa collagen 2 lần và đeo ghen bụng. Hiện tại thì lâu lâu mình mới ủ nóng một lần, còn ghen thì vẫn đeo đều đặn hàng ngày. Ăn ít tinh bột, đeo xích eo, ủ nóng là một trong những bí quyết giúp bà mẹ trẻ nhanh lấy lại dáng. Một động lực giúp mình chóng lấy lại dáng sau sinh đó là mình luôn có ý thức không được để bản thân xấu, xô xề, phải luôn tìm cách làm mình xinh đẹp lên. Có nhiều người sau sinh rất đẹp thì mình cũng phải đẹp được như thế, Á hậu Nhật Linh thật lòng chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.